Thưa quý vị, thưa bà con, trong chương trình lần trước thì kỹ sư Trần Mạnh Tiến, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên đã hướng dẫn cho bà con cách lựa chọn trứng vịt và máy ấp đạt tiêu chuẩn. Ngày hôm nay thì kỹ sư Tiến cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật điều chỉnh các yếu tố như là nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình ấp trứng vịt. Đây là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến tỷ lệ nở của trứng trong quá trình ấp. Trứng vịt được bảo quản từ 3 đến 7 ngày trước khi vào ấp. Sau thời gian bảo quản, bà con phải chuyển trứng ra khỏi kho lạnh trước 3 tiếng và không quá 12 giờ. Việc làm này là để đảm bảo không để trứng bị sốc nhiệt đột ngột, giảm bớt tác động của nhiệt đối với phôi, hạn chế lòng trắng dính vào vỏ khi thay đổi với môi trường mới. Trước khi đưa trứng vào máy ấp thì chúng ta cần phải xếp trứng vào khay. Chúng ta cần phải lựa chọn những cái khay nó phù hợp với từng loại giống, từng loại trứng vịt. Khi xếp trứng vào khay thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải xếp đầu to của trứng lên trên, tại vì buồng khí của trứng nó ở đầu to, chúng ta phải xếp bên trên thì là nó sẽ dễ dàng trong việc trao đổi khí của quả trứng. Và trong quá trình ấp thì cái đĩa phôi nó luôn luôn nổi ở trên đầu to của trứng, cho nên chúng ta phải xếp quả trứng đầu to của trứng ở lên trên để cho chúng ta thuận tiện trong việc chúng ta đảo trứng, thì là cái phôi nó sẽ được nó sẽ không bị dính vào vỏ trứng. Bà con lưu ý khi xếp trứng vào khay thì chúng ta phải xếp đúng góc 45 độ so với mặt đất, không được xếp đứng như này, tại vì khi xếp đứng chúng ta xếp đứng quả trứng như này, lúc chúng ta đưa khay trứng vào máy ấp thì là nó sẽ bị sát, nó sẽ bị quẹt cái đầu to của trứng này vào cái khay, thì nó sẽ dẫn đến làm vỡ đầu to của trứng, nó sẽ dẫn đến trứng bị hỏng ạ. Chúng ta phải xếp như thế này. Đây. Bà con có thể xếp trứng bằng tay, trứng phải được xếp đầu nhọn xuống phía dưới và buồng khí lên trên. Đối với trứng các giống vịt hướng thịt, trứng vịt CV2000 có khối lượng trứng lớn, vỏ trứng dày, xếp trứng vào ấp phải xếp nghiêng một góc từ 18 đến 45 độ. Sau đó bà con đưa trứng vào máy ấp. Quá trình ấp trứng vịt sẽ kéo dài ngày thứ nhất đến ngày thứ 25. Trong khoảng thời gian này, yếu tố nhiệt độ là rất quan trọng. Nếu bà con không làm đúng theo nhu cầu ở từng giai đoạn phát triển của trứng, thì khi vịt nở ra thường bị nặng bụng, dính vỏ và lồi rốn, thậm chí là trứng sẽ bị hỏng. Nó sẽ chia nhầm nhiều giai đoạn nhiệt khác nhau. Ví dụ như chúng ta ấp đơn kỳ thì là nó sẽ có chế độ nhiệt khác với chúng ta ấp đa kỳ. Nếu chúng ta ấp đơn kỳ thì chúng ta phải điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm thường xuyên, cụ thể như sau: từ ngày vào trứng đầu tiên đến ngày vào trứng thứ 9 thì chúng ta phải để nhiệt độ ở mức là 37,8 đến 38 độ C. Sau đó từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 25 thì chúng ta duy trì nhiệt độ ở mức độ là 37,3 đến 37,5 độ C. Từ ngày 25 đến ngày 28 thì chúng ta hạ nhiệt độ xuống chỉ còn 37,0 đến 37,2 độ C. Ở giai đoạn này thì là quả trứng nó đã tự phát nhiệt được, cho nên chúng ta cần cung cấp nhiệt ít. Để kiểm tra nhiệt độ của máy thì ở trên này chúng ta có một đồng hồ điện tử để chúng ta chỉnh nhiệt độ của cái thanh đốt. Sau đó khi nào mà chúng ta chỉnh cái xong này, chúng ta sẽ phải kiểm tra nhiệt độ bằng cái nhiệt thủy ngân đạt cái ngưỡng mà mình mong muốn. Ngoài ra, trong suốt quá trình ấp trứng vịt, độ ẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sự thoát hơi nước của trứng trong suốt 21 ngày ấp và nở. Vịt con có thể bị chết ngạt nếu khoang khí quá nhỏ, hoặc vịt có thể bị chậm phát triển nếu khoang khí quá lớn. Đây là lý do tại sao việc duy trì độ ẩm thích hợp trong máy ấp trứng là rất quan trọng. Khi ấp trứng vịt thì cái yếu tố ẩm độ cũng rất là quan trọng. Từ 1 đến 10 ngày đầu tiên thì là chúng ta nên duy trì ẩm độ ở mức là 58 đến 60%. Thời điểm lúc đầu trứng mới cho vào máy thì là lúc ấy trứng vẫn còn non, và trứng ở trong trứng vẫn chứa rất là nhiều nước, cho nên chúng ta chỉ cần cung cấp ẩm độ từ 58 đến 60%. Từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 24 thì chúng ta cung cấp ẩm độ từ 50 đến 55%, chúng ta hạ đi.
Sau đó đến ngày thứ hai, từ ngày 25 đến ngày 28 thì chúng ta phải tăng ẩm độ lên 75 đến 80%. Tại vì từ ngày 25 đến ngày 28 đó là khi đó là quả trứng nó đã tự phát nhiệt rất là mạnh, quả trứng nó khô thì chúng ta cần phải bổ sung ẩm độ cao lên để cho nó không bị sát quả trứng ạ. Bà con cần lưu ý, vào mùa hè độ ẩm cao, trứng ít bị mất nước, do đó việc cung cấp độ ẩm đơn giản hơn. Bà con có thể cung cấp độ ẩm bằng cách để nước trong máng máy ấp, nước sẽ bốc hơi từ dưới lên và chia đều đến các khay trứng.